cách cài thời khóa biểu cho lớp chủ nhiệm trên hệ thống thông tin quản lý giáo dục. Bước 1, vào trang trường.hcm.edu.vn. Bước 2, nhập tài khoản bằng số điện thoại. Bước 3, vào phần 3 nhân sự. Chọn 3.5 thời khóa biểu. Chọn 3.5.4 quản lý thời khóa biểu. Tiếp theo, chọn áp dụng từ tuần. Chúng ta sẽ chọn tuần số 1. Lúc này dựa vào thời khóa biểu của học sinh để chúng ta chọn môn học. Khi chọn môn học, hệ thống sẽ tự hiện tên giáo viên bộ môn. Và cứ làm như vậy cho đến hết thời khóa biểu. Nếu chúng ta chọn sai thì chúng ta sẽ xóa đi và chọn lại. Đối với môn sinh hoạt lớp chúng ta để trống. Còn khi thay đổi thời khóa biểu mới thì chúng ta sẽ nhập lại thời khóa biểu mới ở tuần đó. Sau khi nhập xong, chúng ta chọn cập nhật. Đã cập nhật thành công.